trùng âm đạo. Thì ở đây dùng máu vịt bằng nhựa, dùng máu vịt một lần xong phải bảo để tránh sự nhiễm trùng từ người này qua người khác. Mỗi lát bắn thì mình sẽ kéo ra từ từ để đảm bảo rằng là toàn bộ cái vách âm đạo tiếp xúc với tia laser. Với cái công nghệ mới thu nhỏ âm đạo không phải cần phẫu thuật nữa, tại Lavender đã sử dụng công nghệ hiện đại của máy Action Tool hay còn gọi là Petite Lady. Bước sóng này có hiệu quả rất tốt sau 3 lần điều trị, với mỗi lần cách nhau là 2 tuần. Chúng tôi còn thực hiện làm hồng vùng kín. Vấn đề rất được chị em quan tâm nhưng lại rất rụt rè khi nói ra, đó là chứng xoắn tiểu, đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi cũng như phụ nữ sau sinh được điều trị có hiệu quả rất tốt. Sau khi mà thực hiện bằng Action Tool thì chỉ cần 24 đến 48 giờ là việc quan hệ vợ chồng vẫn có thể là bình thường và không đau rát gì cả.